Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay sẽ dẫn mọi người đi ăn phở Lực Sĩ nha. Phở Lực Sĩ ở cái hẻm 30E Hồ Hảo Hớn. Đây cũng gần nhà của một số anh chị. Ở đây thì có rất là nhiều nhà xưa, nhà cổ ha. Rồi bây giờ em mời mọi người cả nhà mình vô ăn phở nha. Ăn thì ngon luôn. Ủa, mua cho máy vậy? Hả? Mua không? Giá đẩy hạ luôn. Con đi. Đây, nạm. Cô lấy con cái gì? Tiết Học gà phải không? Dạ, đem về. Ăn ở đâu? Dạ, con đem về. Mấy trái? Dạ, hai cái đi. Sớm nay cái quán này của anh Chí. Có may để may chung con luôn ha. Cô này cái quán. Chí. Cho hành lá luôn con. Dạ, hành lá luôn. Để chung luôn con. Hai trứng ăn cho nó đã. Dạ. À, nhìn hấp dẫn quá. Dạ được. Quay gì vậy? À, thích quay chơi. Con đây cũng lâu lắm rồi nè. Này là nè, dạ ngon mà. Nè ba chỉ á con. Ủa cái nào là nó gì? Cái này thịt bắp, cái này ba chỉ đó về cho nó. À. Chỉ có cái bao vô nó đi một gà thôi. Bắp ba chỉ. Nhìn thấy giống giống mà, nhìn nó khác. Nhìn hấp dẫn chưa? Rồi bấy một cái à. Rồi, đây là tô gân sụn, phở gân sụn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn. Hấp dẫn chưa? Con ăn gì đồng? Con đồng là gì? Con đồng là phở tái. Tái bầm. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Mình lấy chén cho con múc nha. Đây, đây có rất là nhiều rau luôn. À, rau quế nè. Lật mạnh coi. Rau thơm. Ở Sài Gòn ăn phở thoải mái lắm. Rau đầy lá. Rau giá thoải mái. Rồi. Nè, xịt cho ba coi. Xịt tương cho ba rồi đồng ơi. Nè, xịt tương cho ba coi. Con phở mà không có tương này nè. Không có ngon. Này mà ê trời đổ rồi. Trời ơi. Rồi ít thôi, ít thôi. Hai ba miếng. Rồi. Này, xịt cho ba chén nữa coi. Xịt cho bán chén màu đỏ đi. Ở vụ nó xịt cho hình nó không cho ăn. Rồi. Ít thôi. Rồi được rồi. Ủa mi nè. Ờ ba nè. À, ba đó hả? Cảm ơn gia bảo nha. Cảm ơn gia bảo nhiều nha. Đó. Cái này có cái quạt khó chịu quá. Ở đây bán nổi tiếng mấy chục năm rồi nè. Ở Lực Sĩ, tại vì ở trong hẻm nó có cái phòng tạ ở cuối hẻm đó. Ở cuối hẻm có cái phòng tạ của chú Trường Sơn, mà chú Trường Sơn đã qua đời rồi. Gì vậy? Hả? Gì vậy? Gừng ớt. Gừng. Lâu quá mình không quay lại, không biết lần này là giá bao nhiêu tiền. Chút xíu nữa sẽ hỏi. Cầm mút đồng phải ngồi hai ghế đồng mút đường để đi trồng ghế sau này đi xuống đường rất là ngon. Ban đầu này là nhiều chuyện quá. Ngồi xuống. Rồi nè mút đi. Cho mút được không?
Cuối hẻm cũng có bàn nữa, rất là đông luôn. Đó, mình định là đường Hồ Hảo Hớn. Ngon rồi đó, lòng. Nãy giờ. Nãy giờ mình đợi là cỡ 15 phút. 15 phút mới ra được câu hỏi này nè. Có số anh chị về đây là không thể nào mà bỏ qua phở nơi này được hết. Này là gân sủng, gân sủng. Này gân. Này là sủng nè. Sủng ngon. Cô tắm ngồi quạt được không cô? Được rồi. Sao lạnh lạnh này không? Tô phở thì làm xấu dách luôn. Giờ này Sài Gòn gần Tết này nên trời rất là lạnh. Mà lạnh buổi sáng à. Tầm 9-10 giờ nắng lên là hết. Cái bài trước nữa ngon, nước ngọt bị ép, nước ngọt tên gì, bị ép tên gì, Gia Phúc, bị ép Gia Phúc mà ở đường Hồ Hảo Hớn nè, có phở Liệt Sĩ, có hủ tiếu Nam Giang. Hai cha con xong rồi lát hai cha con đi mua vô Ujami nha, đi bộ mua vô Ujami, lát mày chạy mày nha, chạy ra đi đó. Xa. Xa đó. Với khu vực này có mấy quán cà phê mới mở. Có cái đạm cầu trụ, biết đậu hành. Con cho con chén mây nha. Ngon đồng. Hỏi như lực sĩ vậy. Nè chị nhìn nè, chị ơi, chị ơi không ăn nè chị. Em ăn kìa. Ăn chị khen nè. Hả thử lắm. Em ăn đi. Đó, chị nhìn con kìa. Ăn dở, ăn dở chị khen. Em có sữa tươi cà phê trà đá có mắm không con? Đây cái trà đá. Chút nữa mình ăn xong cái đi lên khu chợ nhỏ. Coi. Khu chợ nhỏ Quận Canh Chân. Rồi đi một vòng khu đó. Rồi hôm nay lịch trình hôm nay có thể là đến nhà. Hết rồi. Số 6, số 6
còn hào hứng. Chị ăn xong rồi về, ăn xong tối mai đi bộ về nha. Đi bộ hả? Đi bộ về nhà nha. Trời. Ở đây cũng gần khu chợ Cô Giang, nó đi bộ nên cũng dễ. Không chí vậy? Mất cành không? Cô ơi, cho con tô gân phụng. Con ăn chưa hết tô mà. Uống bữa bự ra. Có. Đông xin gửi chén mây. Dạ, để bên đây giùm con chú. Dạ, cảm ơn. Nói coi. Trứng đó. Bi đổi. Bi đổi. Đừng có mở, đừng có mở bi chả này người ta. Con ít thôi. Hả? Lạnh không? Rồi rồi. Trời lạnh quá vậy. Ừ. Hết rồi. Có bỏ về luôn chú rồi. Chị ơi nãy có kêu tôi đúng. Bỏ này là bỏ xíu nữa là rớt luôn. Để em để coi trước nha. Thấy để giấy bên đây cũng không. Cái gì vậy? Không có bỏ sụp của bé mình chứ. Dạ. Kêu cô rồi mà không biết cô nhớ không. Cô mì hả? Nào, cái nào cô mì? À, đó rất cái là mì ngon. Mì. Rồi. Ba rồi, ba giả lại mi rồi. Ngon quá. Rồi tôi muốn. Rồi mi ăn. Ăn nấm mì. Ăn trời ăn nấm mì luôn hả? Dữ vậy. Ăn bể mì luôn. Ừ. Ăn bể mì luôn hả? Đặc biệt có cái lòng trắng trứng. Ngon không? Ăn đám mây luôn. Ủa cái đồng nai số 3. Tiền. Ngon ở trong này không? Đồng nai số 3 nha. Rồi tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Một số hình ảnh về cái quán phở của lực sĩ để bà con mình tham khảo nha. Dạ nó thôi là 253 nè, bạn số 10 cho.
đông luôn đó. Có dịp về Sài Gòn thì mình có thể là ghé đây và có thể thưởng thức cùng gia đình. Bây giờ là 8 giờ sáng. Đây, trong đây thì có cái phòng tạ, trong đây phòng tạ Trường Sơn. Nhà hả? Nhà chơi bạn hả? Đâu đi đi, đi vô nhà coi. Đây có cá hả? Đi coi có cá không. Đây xin đậu một con nai cho tạ một đi. Nai ngồi vô tới đây luôn. Đây hẻm này hẻm cùng rồi. Rồi mình đi về thôi. Nó lại cái dốc đó chơi. Ai nè, ai đẹp nè. Ờ, bà cho kẹo luôn. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà chưa? À, cảm ơn bà. Wow, bà cho kẹo gì hả? Bị nha. Bị dâu. Ờ, kẹo dâu hả? Hôm nay đừng có kẹo em về.